Chào quý vị đến chương trình trực diện TV. Trong những năm vừa qua và đặc biệt là những tuần lễ gần đây, chúng ta đã chứng kiến rất nhiều những hình ảnh, những thông tin liên quan đến cái sự bất ổn chính trị vô cùng nghiêm trọng. Và chẳng những là bất ổn chính trị không, mà cái cuộc đấu tranh, những cái chiến sự đã diễn ra vô cùng ác liệt do rất nhiều các cái đảng phái, rất nhiều các cái phe nhóm ở trong cái đất nước Miến Điện. Và đó là cái loạn, không phải là 12 sứ quân mà bây giờ quá nhiều các cái sứ quân. Và đất nước Miến Điện có thể nói đứng trước một cái bờ vực, nó trở thành một cái đống đổ nát và người dân phải đi tha hương cầu thực và chạy tán loạn theo cái kiểu là di tản một cách rất tùy nghi. Và những hình ảnh đó không ai muốn chứng kiến cả. Một cái đất nước biến ổn, bất ổn, kinh khủng. Và một cái đất nước coi như là tan hoang, đứng trên một cái bờ vực rất tan hoang. Mặc dù trước đó, hồi năm 2015 trong một cái cuộc bầu cử và đã được các cái nước phương Tây, đã được các cái lực lượng dân chủ nhân quyền ở trên thế giới và đặc biệt hơn nữa là cái nhóm mà gọi là dân chủ nhân quyền giữa của Việt Nam. Một cái nhóm mà gọi là đấu tranh dân chủ mà nhiều người ở trong Việt Nam gọi là dân chủ cuội đã tán dương, đã coi như là tưởng thưởng và vinh danh rất dữ dội và coi rằng cái cuộc bầu cử năm 2015 của Miến Điện đó để mà chấm dứt cái gọi là chế độ độc tài trước đó do phía bên quân đội người ta nắm. Và cuối cùng nó thì chuyển sang cái cuộc bầu cử tự do và cái đảng phái của bà Aung San Suu Kyi đã chiến thắng và bà ta đã trở thành cố vấn tối cao của nhà nước Miến Điện và đã được ca ngợi rất dữ dội và cho đó là một cái chiến thắng của lịch sử, là mở ra một cái kỷ nguyên mới cho Miến Điện để mà Miến Điện đi đến thành công, đi đến cái sự rực rỡ và gần với phương Tây và nhận được hàng loạt những cái sự đầu tư, những cái sự ủng hộ, những cái đồng tiền của tư bản sẽ đổ vào bên Miến Điện để làm cho Miến Điện trở thành phồn hoa, phồn thịnh ở trong cái khu vực. Nhưng mà thực tế thì cũng từ sau cái cuộc bầu cử đó thì Miến Điện lại chuyển từ một trạng thái này sang trạng thái khác. Trước kia người ta nói rằng cái hệ quả của cái độc tài của quân đội trị, nhưng mà sau này gọi là dân chủ thì người ta lại xảy ra một cái hậu quả mới. Chính quyền dân chủ thì cũng chả làm được cái gì, thậm chí là có quá nhiều các cái vấn đề mà mâu thuẫn sắc tộc, chính quyền của bà Aung San Suu Kyi không làm gì được hết, lại khoét sâu hơn nữa vào trong cái mâu thuẫn nội tại của Miến Điện và làm cho đất nước bất ổn. Cuối cùng thì bà Aung San Suu Kyi thì sao? Đến ngày 1 tháng 2 năm 2021 là cái đỉnh điểm một cái ly nước mà nó giọt nước nó tràn ly. Cái chính quyền của bà Aung San Suu Kyi, chính quyền gọi là dân cử, chính quyền dân sự đó đã bị lực lượng quân đội của Miến Điện họ đến và họ bắt giữ bà ta và bắt giữ luôn tổng thống, bắt giữ luôn nhiều người trong cái nội các. Và sau này thì chúng ta đã biết rồi, có những cái bản án, có những phiên tòa đã bị xét xử, đã được xét xử và bà Aung San Suu Kyi và những người trong chính phủ đã bị rất là nhiều năm tù. Và đất nước Miến Điện thì cũng kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2021 đến ngày hôm nay thì có thể nói rằng loạn luôn rồi. Càng lúc những cái phong trào gọi là chống lại cái việc cầm quyền của cái chính phủ quân đội đó. Và người ta biết rằng một cái xứ sở đa đảng lên tới 80 các cái đảng phái. Và các cái sứ quân thì bây giờ họ vũ trang và họ chiếm các cứ đủ, mỗi mỗi cái sứ quân là chiếm một cái vùng. Nó tạo ra một sự manh mún, nó tạo ra sự phân chia, phân rẽ vô cùng nghiêm trọng của cái xứ sở Miến Điện. Miến Điện bây giờ là nát bấy rồi. Những cái lực lượng cách mạng đó đó, họ nói rằng là họ sẽ phải ngồi lại với nhau, họ nói là sẽ liên minh với nhau, họ chúc mừng lẫn nhau, nhưng mà thật ra ai cũng biết được rồi là khi mà chính quyền mà hiện giờ của quân đội mà có sụp đổ thật sự đi nữa thì cũng chưa chắc gì 18 các cái sứ quân này có thể ngồi chung lại với nhau, và không ai tin cái điều đó có thể là dễ diễn ra dễ dàng, bởi vì ai cũng muốn làm ông trời, ai cũng muốn làm vua cả, rất là khó. Và muốn để giải quyết triệt để cái vụ việc này chắc có lẽ là người ta phải sử dụng bạo lực cách mạng,
và chúng ta thấy là khói lửa mịt mù, người chạy tán loạn và hàng loạt người đã phải bỏ mạng trong cái cuộc chiến mà gọi là nội chiến, lẽ ra nó không có đáng mà để xảy ra. Kinh khủng quý vị. Và xuất phát điểm của nó có là từ cái chỗ mà cái gì? Là cái cuộc bầu cử. Bầu cử của một cái nền dân chủ, người ta cho rằng là bầu cử tự do đa đảng đa nguyên nó sẽ làm một cái cây đũa thần làm cho cái đất nước phát triển. Thì bây giờ chúng ta nhìn kỹ lại Miến Điện, không phải như vậy. Tàn nát. Te tua, người dân không có một cái tương lai nào cả. Thậm chí sống ngày hôm nay không biết ngày mai như thế nào. Và rất nhiều những hình ảnh vô cùng kinh khủng mà nhiều khi chúng ta không có thể nào mà muốn tả, diễn tả ở đây, chứ đừng có nói chi mà trích dẫn. Kinh khủng. Họ đã sử dụng những cái hoạt động, những cái hành động, hành vi vô cùng tàn ác. Và họ tấn công vào đối thủ, tấn công vào phe phái. Và họ tiêu diệt lẫn nhau một cách rất man rợ. Kinh khủng đó quý vị. Thì trở lại cái vụ việc đó, chúng ta thấy rằng trước đây trong cái cuộc bầu cử bà Aung San Suu Kyi, trước đó thì bà Aung San Suu Kyi đã bị gọi là giam lỏng dưới thời của chính quyền của ở bên quân đội. Chính quyền quân đội họ cũng nắm giữ hình như cũng khoảng 25 năm đó quý vị. Cho nên họ nói là trong cái độc tài 25 năm bây giờ phá vỡ độc tài để mà trở ra cái cuộc bầu cử tự do. Và bà Aung San Suu Kyi được cho là cái người đấu tranh giành quyền cho người ở trong nước. Nhưng mà và được rất nhiều các cái tổ chức mang danh là nhân quyền của thế giới tặng thưởng bằng khen. Thậm chí là có một lần bà ta còn được tặng làm cái giải Nobel Hòa Bình nữa. Nhưng mà sau đó thì nói thì giỏi, lúc mà không có quyền hạn đó thì nói giỏi lắm, đấu tranh đồ là giành quyền thế này thế kia, chức quyền làm sai thế nọ thế lọ thế chai. Nhưng mà một khi mình có quyền rồi, mình trở thành cố vấn cấp cao tối cao luôn, thực tế là đây là cái người quyền hành nhất á, quyền hành hơn cả tổng thống nữa. Bởi vì nói tổng thống, nói là tổng thống nghe mà. Cho nên tới chừng mà mình cầm quyền đó mình làm sai, sai te tua luôn, làm mà sau mâu thuẫn sắc tộc làm cho trong đất nước bất ổn, kinh tế lạm phát đủ thứ trò hết. Rồi nó xảy ra cái diễn cảnh là như thế nào? Nó xảy ra một cái tình trạng là làm mất niềm tin rất dữ dội. Và ngay cả những người đã tặng thưởng bằng khen cho bà Aung San Suu Kyi cũng phải suy nghĩ và lên tiếng, và người ta phản bác, thậm chí người ta còn phản đối, và nhiều cái tổ chức còn rút lại luôn những cái bằng khen, những cái giải thưởng mà họ đã tặng cho bà Aung San Suu Kyi. Và đến ngày hôm nay thì bà ta đi vào trong tù đó, nhiều cái tổ chức nhân quyền cũng la lối lên tiếng rồi dữ dội các thứ trong thời gian đầu thôi, mà sau đó thì đến ngày hôm nay gần như họ câm lặng hết. Họ có làm gì được cái đất nước Miến Điện đâu quý vị. Do đó đó, chúng ta mới thấy được rằng cái bầu cử tự do ở Miến Điện nó không phải là một phép thần. Và nó chứng minh cho thấy từ năm 2015 đến nay, Miến Điện te tua như thế nào, lụng bạ như thế nào, bất ổn như thế nào. Người dân thì đi vượt biên, đi ra bên ngoài, đi kiếm một cái visa của một cái đất nước khác để mà né tránh cái chiến tranh, để mà xa lánh những cái lằn tên mũi đạn đó, rất là kinh khủng. Và nhắc đến cái việc này thì chúng ta mới nhớ lại là hồi trước đây đó, khi mà Miến Điện có cái cuộc bầu cử năm 2015 thì nhiều người trong Việt Nam, một số thôi, thật ra không phải là nhiều người, có một số mà trong cái nhóm gọi là hoạt động dân chủ nhân quyền gì đó, và bây giờ thì trong cũng khá nhiều trong những người trong cái nhóm đó đã bị đi tù rồi, đã đưa ra cái gọi là cái gì? Đưa ra cái kiểu là thách thức Đảng Cộng sản Việt Nam là dám làm giống như là Miến Điện. Chúng ta thấy rất là kinh khủng không? Ngày hôm qua thì chúng tôi cũng đã đưa cho quý vị thấy một cái hình của một cái người, đó là ông tiến sĩ Nguyễn Quang A, thì có nhiều bạn đã đi vào comment và cho rằng là và đưa ra những cái lời rất là nặng nề. Thì ông này là thật là tiến sĩ thật quý vị, tiến sĩ và cái vai trò rất là quan trọng nữa, đã từng làm cố vấn trong cái hội đồng cố vấn của hồi thời ông Phan Văn Khải, nhưng mà sau đó có lẽ là ông ta không có được nâng
không có được mà bổ nhiệm hay là phân công những cái công việc mà ông ta cho rằng là quan trọng, nó tương xứng với mình á. Do đó là hình như là có một sự bất mãn. Chính vì vậy mà ông Nguyễn Quang A gần như là trở thành một cái người gọi là đối lập, và được những cái nhóm mà dân chủ ở hải ngoại đó, các cái đài báo Việt ngữ hải ngoại thường xuyên để mà phỏng vấn ông Nguyễn Quang A. Rồi ông Nguyễn Quang A cũng nói rất là nhiều điều thách thức đối với chính quyền của Việt Nam, và cũng mang tính chất là kích động. Và bản thân ông ta cũng đã từng đi tham gia biểu tình rất nhiều ở Hồ, ở Hà Nội. Và ông Nguyễn Quang A có một lần khi mà ông Obama sang Việt Nam thì lần đó cũng có mời ông Nguyễn Quang A, nhưng mà ông ta lên mạng tố cáo rằng là bị ngăn chặn và không có được đến tham dự trong cái buổi gặp mặt ông Obama. Thì đây chúng ta thấy hình ảnh là tôi thách thức Đảng Cộng sản Việt Nam dám làm như mày Myanmar. Dám làm Myanmar là ý ông ta muốn nói rằng dám bầu cử đó tự do giống như Myanmar, đa đảng đa nguyên như Myanmar, dám để cho cái đất nước nó thoải mái giống như Myanmar. Và chúng ta thấy rõ ràng ngày hôm nay thì Myanmar nó đã tan tác chim muông như thế nào. Kinh khủng quý vị. Rất là kinh khủng. Và nếu mà nói về ông Nguyễn Quang A thì chắc có lẽ là khi mà chúng ta đánh ở trên mạng xã hội thì nó cũng sẽ ra rất là nhiều đó, ra rất nhiều về những cái thông tin. Đây, ông Nguyễn Quang A là cái người này quý vị. Người này Nguyễn Quang A. Đó quý vị, là muốn tìm hiểu thì cứ vào mà đánh ở trên đây thì chúng ta có thấy là tiến sĩ Nguyễn Quang A bị quản chức cảnh vì liên quan đến vấn đề kia, một trí thức phản biện bị Việt Nam chặn xuất cảnh gì đây, đủ thứ chuyện hết. Rồi tiến sĩ Nguyễn Quang A có người thì nói phản động, có người nói là các thứ, nhưng mà ông Nguyễn Quang A có một cái điều đặc biệt đó là đến ngày hôm nay thì chính quyền Việt Nam, luật pháp Việt Nam cũng không chưa có nói gì đó Nguyễn Quang A, tức nghĩa là cũng không có khởi tố, không có điều tra, không có đưa ra là kết luận ông Nguyễn Quang A là sai phạm như thế nào cả. Nhưng mà trở lại cái lần đó đó, các bạn nói tôi là có mình ông Nguyễn Quang A làm cái chuyện đó là thôi sao? Thật ra không phải. Lần đó có một cái gọi giống như phong trào, có một nhóm những người mà sử dụng Facebook, sử dụng mạng xã hội, và người ta cầm những cái bảng đó, họ đứng ở trong nhà đó và chụp hình rồi họ đăng ở trên mạng xã hội. Và có luôn một nhóm những cái người mà ở hải ngoại nữa cũng làm cái điều đó và họ đưa lên. Chúng ta đó là những người nào thì đây chúng ta thấy đây. Đây cái trang Ba Sàm nha quý vị. Cơ quan ngôn luận của thông tấn xã Dĩa Hè gì đây, trang Ba Sàm hồi trước là như của Nguyễn Hữu Vinh, nhưng mà sau đó thì Nguyễn Hữu Vinh cũng đã bị đi tù. Thì viết vào ngày 9 tháng 11 năm 2015, tôi thách Đảng Cộng sản Việt Nam dám làm như Myanmar, chúng ta thấy rất rõ không? Rồi nói rằng là sau khi Myanmar công bố kết quả cầu cử thì Đảng Cầm quyền thua các thứ này kia nọ, những cái điều này họ viết là chúng ta không có muốn bàn ở đây. Và đây là những hình ảnh đây. Đây có một người đàn ông này cũng ghi cầm có một cái bảng như vậy, đứng dựa vào vách tường và đăng cái bảng tôi thách Đảng Cộng sản Việt Nam dám làm như Myanmar. Và cái hình này được trích từ Facebook Lã Việt Dũng. Thì người này, đàn ông này mang tên là Lã Việt Dũng ở phía bên Hà Nội đã đăng một cái cầm một cái bảng nói như thế này. Tôi thách Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái người thứ hai là trong cái bài này cũng có đăng, đây là cái người rất là trẻ tuổi. Hay Đảng Cộng sản Việt Nam, các vị có dám tổ chức bầu cử tự do dân chủ như Myanmar không? Đó hay nha quý vị, giống như là gọi một cái người vậy. Rồi Đảng Cộng sản Việt Nam, và những cái chữ này thì hoàn toàn là không có viết hoa, chứ chữ Đảng Cộng sản là cố tình viết bình thường thôi. Thì tất cả những cái điều này đó chúng ta thấy là người này thì đúng được cho rằng là đang sống ở Hà Nội này. Nhưng mà chúng tôi cũng không có những cái thông tin liên quan tới cái người này mang tên là Nguyễn Đình Hà. Nguyễn Đình Hà thì cũng có một cái lần đi sang Hoa Kỳ trong một cái phái đoàn, trong một cái nhóm gì đó của những người mà hoạt động dân chủ, lần với Nguyễn Tường Thụy các thứ. Nhưng mà hiện giờ thì Nguyễn Đình Hà này đó cũng được cho là một trong những người hoạt động dân chủ nhân quyền gì đây. Nhưng mà cũng chưa từng bị mà khởi tố, hay chưa từng bị xét xử, chưa từng bị những cái vấn đề liên quan. Người ta cũng đặt ra nhiều cái vấn đề tại sao cùng cái cách làm hay là những cái hoạt động hoạt náo, và nhưng mà người này thì không có bị gì hết. Trong khi đó thì Nguyễn Tường Thụy hay là rất là nhiều người khác đã phải đi tù, Nguyễn Lân Thắng gì đó.
Và bên cạnh đó thì cũng còn có những người khác nữa, thí dụ như đây một cái người thiếu nữ, phụ nữ trẻ tuổi, tôi thách Đảng Cộng sản Việt Nam VN dám làm như Myanmar đây, mang tên là nguồn Facebook Thảo Gạo, có lẽ là người này tên là Thảo Gạo chăng, Thảo chắc, chúng tôi cũng không có rành lắm. Các bạn mà có rành về những người mà hoạt động hoạt náo dân chủ thì các bạn có thể comment vào bên dưới để chúng tôi có thêm những cái thông tin. Rồi đây là một cái người đàn ông cũng với cái phong trào viết những cái bản như vậy, gọi là Facebook Trung Nghĩa, chúng tôi cũng không biết cái người này Trung Nghĩa hay là làm cái gì, mà không biết là sau đó thì người ta có bị xử lý như thế nào hay không. Rồi thêm một cái người nữa là đây, tôi thách Đảng Cộng sản dám làm như Myanmar gì đây, Facebook Hồ Quy Khanh nha quý vị. Hồ Quy Khanh này là ai chúng tôi cũng không biết luôn. Rồi đây là một cái người phụ nữ lớn tuổi, cao niên mà không có viết trên cái giấy, mà như viết ở trên một cái gì đây, là giống như máy tính bảng ha. Tôi thách Đảng Cộng sản Việt Nam dám làm như Myanmar, kinh khủng không, thách luôn á. Facebook Ngọc Khanh, đây cái người phụ nữ mang tên là Ngọc Khanh nha quý vị. Rồi thêm một cái người đàn ông nữa ở đây là mang tên là cái gì đây, Facebook Lê Hoàng. Lê Hoàng cũng là một cái người gọi là hoạt động dân chủ nhân quyền gì đó, nằm trong cái nhóm No Deal rồi đi ra bờ hồ để mà biểu tình rồi dữ dội lắm, và cũng cầm một cái bảng như vậy đó, thách nha, thách cộng sản dám làm như Myanmar thôi. Rồi đây đây có một cái người mang tên là Facebook của thầy giáo Bùi Văn Thuấn, người này thì lại không có viết trên giấy, cũng chả có viết trên máy tính bảng, mà lại viết trên một cái tấm bảng giống như của lớp học thì nhiều hơn, không biết ông này có phải là thầy giáo cho nên sử dụng cái tấm bảng của trường lớp chắc. Đây thách đố, tôi thách đố nha, đó ghê gớm không. Và đây là một cái người đàn ông khác mang tên là cái gì đây, Facebook Hoa TD là cái gì chúng tôi không biết. Tôi đố ông này, ông thọng ông bỏ chữ thách đi mà ông nói chỉ đố thôi, tôi đố nhà cầm quyền rồi mở gạch chữ cái là DCS Việt Nam dám tổ chức bầu cử như ở Myanmar đó, thì cái người này gọi là Facebook của Hoa TD. Hoa TD là cái gì chúng ta không biết. Rồi đây một cái người tôi thách đó viết những cái chữ viết tắt DCS đó, giống như Đảng Cộng sản đó, tôi thách Đảng Cộng sản dám Việt Nam dám làm như Myanmar, đó là một cái phong trào quý vị, một cái nhóm thôi, và họ làm những cái việc như vậy đưa lên đó là Trịnh Bá Phương. Trịnh Bá Phương thì hiện giờ thì đang ở tù rồi, ở tù vì cái vụ mà Đồng Tâm đó, sao đã đưa những cái thông tin mà phía Việt Nam xác định rằng là xuyên tạc, cho nên là sau đó phải bị đi tù. Thì chúng ta thấy đó, và còn hàng loạt những cái hình ảnh khác nữa đó, chúng ta mới thấy được rằng trong khi đó đó cuộc bầu cử cái ngày mà 1 tháng 2 năm 2021, khi mà quân đội Myanmar họ đột kích và họ bắt giữ bà cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi cũng như là tổng thống Win Myint và các cái cao chức cao cấp khác đó trong việc trong cái nước xứ sở Miến Điện, và đẩy cái nước xứ sở Miến Điện vào trong cái cuộc nội chiến bắt đầu nó bất ổn và nó kéo dài, người dân chạy tán loạn. Thì cũng trong cái thời điểm của cái tháng giêng tháng 2 năm 2021 thì Việt Nam có cái đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13, và chúng ta thấy rằng ở Việt Nam thì người ta ổn định, không có vấn đề gì cả, khỏi thể chế thì nó vận hành như vậy, và không có cái chuyện mà sứ quân, cũng không có sự bắn giết, không có chuyện mà chạy loạn, không có chuyện tản cư, và cũng không có chuyện mà bây giờ xòe tay xin tiền, xin những cái lon thực phẩm để mà viện trợ như là ở bên Miến Điện. Miến Điện bây giờ mà những cái lực lượng mà viện trợ đó, nhân đạo của Liên Hợp Quốc phải làm việc rất cật lực, và họ cần những cái chi phí vô cùng to lớn nhưng mà vẫn không đủ, không đủ, và cái sự đóng góp thì bây giờ á, họ nói rất là nhiều nhưng mà các cái tổ chức, các cái nhà nước họ cũng né tránh, họ đóng góp không có đầy đủ, làm cho cái hoạt động gọi là cứu trợ nhân đạo rất khó khăn, và nó gây ra
cái thảm nạn ở xứ sở Miến Điện. Và loạn 18 sứ quân ở Miến Điện đó, chúng ta thấy rằng các cái phe nhóm, các cái phiến quân nó không phải là tự thân nội tại đâu. Nó có đứng đằng sau nhiều khi là một cái bàn tay lông lá của một quốc gia nào đó hay là cũng thế lực nào đó ở bên ngoài. Người ta tố cáo rất nhiều. Bởi vì Miến Điện gần Trung Quốc, có hay không anh Trung Quốc trong đây? Gần bên Nam, rồi Mỹ thì cổ xí rất dữ dội, các thứ là Mỹ có liên quan gì hay không? Và tại sao các cái nhóm phiến quân này có tiền ở đâu mà lại mua vũ khí, mua đạn dược, súng ống, rồi trả lương cho bao nhiêu người để mà tuyển người thế này thế kia, và đấu tranh ngày này tháng kia, chiến đấu dữ dội. Thì một cái đất nước mà nó bất ổn như vậy, chúng ta mới thấy được rằng nó cũng xuất phát điểm của nó là gì? Cái bầu cử tự do. Và cái bầu cử tự do và dám làm như Miến Điện hay không, thì bây giờ những cái người mà họ thách đố như vậy đó, có bạn đã comment vào trong cái video clip của chúng tôi nói rằng là anh Minh Giang hãy kêu gọi những người đó đó đi qua bên Miến Điện đi, nói họ đi qua bên đó để mà đấu tranh giúp cho nhân dân Miến Điện đấu tranh giành giữ cái gọi là thành trì của cái gọi là bầu cử tự do đa nguyên đa đảng và 90 đảng phái, để họ bảo vệ cái thành tựu của họ. Đầu tiên hết á, cử ra một cái chiếc tàu để mà cho những người này lên tàu. Đầu tiên ông Nguyễn Quang A, tiến sĩ Nguyễn Quang A ở Việt Nam làm cái gì? Đi theo Cộng sản làm cái gì? Nhờ mưu mốc của Cộng sản mà có được cái tài sản như ngày hôm nay. Ông Nguyễn Quang A là một cái người rất giàu trong Việt Nam. Có thể nói tài sản của ông ta, người ta không biết được bao nhiêu, nhưng mà chỉ biết rằng ông Nguyễn Quang A có cái cổ phần cổ phiếu. Trước đây cổ phần cổ phiếu mà nhiều khi chỉ trong một thời gian ngắn mà nó lên được rất là nhiều tiền. Tại sao có nhiều tiền như vậy? Nhờ hưởng cái chương trình cổ phần hóa, và cũng nhờ mình là một cái người cán bộ cao cấp nằm trong cái lực lượng mà của chính phủ, cố vấn của chính phủ, của thủ tướng. Mình cũng quen biết các thứ này kia cái nọ, mà cũng hiểu được rằng cái phong trào, cái chương trình gọi là quốc cổ phần hóa, chương trình cổ phần hóa đã làm cho rất là nhiều các cái cựu quan chức giàu có rất là nhanh. Bởi vì khi mà cổ phần người ta định giá, người ta không biết là định giá có đúng hay không, có thấp hay không, hoặc là sau đó thì nó nhờ trúng mối như thế nào, tự nhiên cái giá cổ phần nó lại cao lên. Nhiều người chỉ bỏ ra một số tiền nhỏ thôi, tự nhiên sau đó xác định là cái giá trị của cái công ty đó nó khác đi hoàn toàn. Thì khi bỏ một vài trăm triệu, tự nhiên nó lên được mấy chục tỷ, mười mấy tỷ, hai ba chục tỷ. Chúng ta đã thấy rồi, bà Nguyễn Thị Kim Thoa nó có cổ phần ở trong cái công ty bóng đèn điện quang gì đó, và hàng loạt những người khác đó. Nhưng mà ngay cả như bà Kim Thoa, một cái người dữ dội lên tới thứ trưởng luôn, nhưng mà cuối cùng thì sao, cũng bỏ nước ra đi khi mà bị pháp luật sờ gái tới thôi. Họ chả yêu nước gì cả. Đối với những người mà như vậy, như ngay cả ông Nguyễn Quang A, Nguyễn Quang A một cái người được hưởng mua móc. Nhìn lại những người dân khác đi, nhìn lại những người mà họ lao động cực nhọc đi, người ta có được cổ phần như ông hay không, người ta có được tiền của như vậy hay không. Bây giờ ông đi tố cáo những người cộng sản khác đó, là lương như thế nào mà tại sao có tài sản thế này thế kia thế nọ, thì bây giờ nhìn lại chính mình, mình là một người cộng sản chân chính chưa? Mình có nói không với đặc quyền lạc lợi hay không? Mình có nói không với cái sự quen biết gọi phe phái hay không, để mà mình tạo ra những cái lợi nhuận riêng cho bản thân mình? Thì chúng ta cũng không muốn đi sâu vào vấn đề của ông Nguyễn Quang A, chỉ muốn khái quát một chút để chúng ta biết được là cái bối cảnh và biết được cái điều kiện sống của ông Nguyễn Quang A. Phải chứ ông ta là một cái người cộng sản nghèo hèn, liêm chính, và sống trong một cái cách mà thiếu thốn, dữ dội. Thì ông ta đấu tranh, ông ta lên tiếng, ông ta cảm thấy bất công này kia cái nọ. Bất công ở đây là bất công đâu phải cho Nguyễn Quang A, bất công cho rất là nhiều người khác thì có. Những người mà không được hưởng những cái cổ phần hóa theo cái kiểu như của ông, những người không phải là nhờ cái vị trí quen biết các cái quan chức các thứ này kia nọ để mà tạo cái lợi thế làm ăn, mới tạo ra cái của cải vật chất lớn như vậy. Chứ lương ông cao lắm bao nhiêu, mười mấy triệu,
lấy đâu ra một cái tài sản lên tới hàng nhiều chục tỷ, thí dụ như vậy. Không thể nói một ngày một đêm, không thể nói là làm kinh tế giỏi cái gì. Cho nên là bây giờ đó ông Nguyễn Văn A muốn là thách Đảng Cộng sản Việt Nam dám làm như Myanmar thì nên qua Myanmar. Họ nói là chiếc tàu đó nên để cho ông Nguyễn Văn A qua bên đó đi. Đi theo và sau đó đó thì dẫn theo những cái người khác nữa. Đây có nhiều người họ làm những cái video clip, những cái bài viết đó. Đến bao giờ Việt Nam có cuộc bầu cử tự do như Miến Điện? Chúng ta thấy rất là dữ dội không? Đến bao giờ có cái cuộc bầu cử, ai cũng mơ đến một cái ngày là có cái cuộc gọi là bầu cử tự do. Mà bầu cử tự do đó, ở Mỹ cũng có bầu cử tự do vậy. Mà chúng ta nhìn kỹ có tự do không? Đây, đó, và những cái chiếc tàu đó thì ông Nguyễn Văn A ngồi trên làm thuyền trưởng và dẫn theo những cái người này. Ngay cả như là cái gì đây, Trịnh Bá Phương, không được, Trịnh Bá Phương này không thể đi được tại vì đang ở trong tù. Nếu vậy thì phải trình xin cái lệnh trích xuất của ông tòa đó, hoặc là xin ra người ta mới đi ra được. Còn những cái người này nữa nè, đó thì đưa hết lên là cái chiếc tàu đi qua bển và thách đố cả cộng sản Việt Nam dám làm như Myanmar, đi qua bển đi bảo vệ cái nền dân chủ. Tại sao mấy anh lại đấu tranh thế này thế kia, nó là hệ lụy lớn như vậy đó, kinh khủng không quý vị, nhiều lắm. Thì đó là một số những cái điều mà chúng ta muốn chia sẻ ngày hôm nay. Và trở lại cái vấn đề một lần nữa đó, là đối với những cái nhóm mà dân chủ cùi ở hải ngoại, dân chủ cùi kích động rồi dữ dội lắm, đi qua bên Myanmar rồi đó, trong cái lúc đó phong trào mà biểu tình, trong trào mà người ta thấy gần tới cái ngày mà bầu cử tự do rồi đó, và thấy an toàn, là nhiều báo chí của nước ngoài bắt đầu đổ xô vào. Thì bắt đầu họ cũng có một nhóm ở hải ngoại mà nó rảnh lắm, nó đi qua bên đó nào là học tập Miến Điện, trao đổi kinh nghiệm Miến Điện, nào làm phải phấn đấu, phải đốt lửa như Miến Điện, phải noi gương Miến Điện, là phải dân chủ, bầu cử tự do như Miến Điện các thứ. Rồi bây giờ cái đám nó trốn hết, cái đám đó bây giờ nó câm mồm hết, nó né tránh hết và nó không có sức đầu lộ diện nữa. Và nó cũng chả bao giờ nó mở miệng ra nó nói là Miến Điện như thế nào. Tại sao không dội qua bên đó bảo vệ người dân Miến Điện đi? Cũng chính mấy ông mấy bà, cũng chính là cái đám mà dân chủ cùi này đã lên tiếng nói rằng là cần nên phải bầu cử tự do như vậy, người dân mới cơm no áo ấm. Bây giờ suối người ta bầu cử tự do, tự đa đảng đa nguyên, cuối cùng thì bây giờ cái hệ lụy nó lên như vậy. Thì tại sao mình không có trách nhiệm? Tại sao mình chạy trốn hết là thế nào? Thì bên cạnh những cái nhóm gọi là hoạt náo dân chủ mà gốc Việt ra đó, thì cũng còn có các cái tổ chức dân quyền nữa. Thí dụ như chúng ta thấy là trong cái cuộc bầu cử của Miến Điện đó, thì khi mà chuyển sang cái gọi là bảo vệ, mà gọi là bầu cử tự do, thì cái tổ chức Human Rights Watch, cái tổ chức mà nhân quyền của thế giới gì đó, quan sát nhân quyền, thì họ lại lên tiếng, họ ca ngợi dữ dội vào cái cuộc bầu cử đó, là nào là mở ra thế này mở ra thế kia. Nhưng mà sau đó thì sao, đến ngày hôm nay họ lên tiếng cái gì nữa? Và cũng chính vì các cái tổ chức nhân quyền họ đưa những cái thông tin sai lệch, những cái thông tin nó không có đúng và nó bị tác động nặng nề bởi các cái quan điểm chính trị, nó đã công cụ của rất nhiều các cái thế lực ở bên ngoài, họ muốn điều khiển điều tiết và họ muốn biến cái đất nước đó đi theo một cái hướng nào. Cái đất nước Miến Điện đó, dưới bàn tay sâu xé của rất nhiều các cái thế lực ở bên ngoài, nó đã tác động vào và nó làm cho đất nước nó bây giờ tan hoang. Tự những người dân Miến Điện phải bắn giết lẫn nhau, làm cho nó tan nát hết. Thế lực bên ngoài nó giúp được cái gì? Nó chỉ nói thôi. Cái gọi là đa đảng đa nguyên, cái gọi là bầu cử tự do, cái gọi là tầm nhìn của ông Nguyễn Quang A và một cái nhóm dân chủ cùi đó, tạp nham, khi mà họ đưa ra những cái lời thách thức như vậy, họ đưa ra những cái quan điểm mà họ muốn kích động lên cái gọi là cái phong trào đó, thì đến ngày hôm nay chúng ta thấy có cái câu hỏi trả lời rồi. Và cũng cho thấy luôn, không phải là bầu cử tự do, không phải là đa đảng đa nguyên, cái gọi là thoải mái như là ở bên Miến Điện, nó là cái liều thuốc.
nó là liều thuốc tiên, nó là cái liều mà làm cho đất nước phát triển. Không có chuyện đó. Đất nước phát triển được hay không là vấn đề ổn định, ổn định chính trị, giữ vững an ninh, giữ vững coi như là vấn đề mà bờ cõi, toàn vẹn lãnh thổ và đặc biệt là cái chủ quyền quốc gia, tránh hoàn toàn các cái sự mà xâu xé của nước ngoài, tránh cái sự phân tán mà nó chia rẽ, phân hóa và nó ổn định phát triển kinh tế nữa. Không ổn định chính trị, không giữ yên bờ cõi, không có toàn vẹn lãnh thổ, không có độc lập tự chủ thì đừng nói tới phát triển kinh tế bền vững. Bởi vì phát triển kinh tế bền vững nó phải nằm trong một cái xứ sở ổn định về mọi mặt. Và càng ổn định chừng nào thì thế giới người ta mới đổ xô vào cái nước đó, người ta mới đầu tư. Chứ còn mà đất nước nay đảo chính, mời đảo chính, lực lượng phiến quân này, phiến quân nọ, phiến quân đủ thứ hết. Chúng ta thấy như là Philippines chẳng hạn, họ xứ sở đông dân 110 mấy triệu dân. Thậm chí là họ cao dân hơn Việt Nam. Và họ đã là đồng minh của Hoa Kỳ nữa. Nhưng mà vì cái điều kiện thực tế của họ mà họ có cái điều kiện thoải mái hơn rất là nhiều so với Việt Nam, họ không phải lâm vào các cái cuộc chiến. Họ có nhiều thập kỷ hơn Việt Nam để phát triển kinh tế, và đến ngày hôm nay thì cái kinh tế của Philippines đâu có hơn Việt Nam. Sức phát triển của Việt Nam rất là thấp. Việt Nam chỉ có mấy chục năm, 30 năm để mà đổi mới thôi. Nhưng mà Việt Nam đã coi như là phát triển, bây giờ người ta nói là công xưởng của thế giới luôn. Xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ cao hơn Philippines rất là nhiều. Và trên nhiều cái thị trường khác, Việt Nam mang danh rất là năng động. Tại sao như vậy? Tại vì ở bên Philippines đó, mặc dù họ ổn định, nhưng mà ổn định nó không cao bằng ở Việt Nam. Họ lâu lâu vẫn có những cái phiến quân, vẫn có lực lượng này, lực lượng mà có những cái khối này, có nhóm kia, nhóm nọ trong đó. Ngay cả Thái Lan chúng ta cũng thấy đó. Họ phát triển kinh tế chứ thu nhập quốc dân họ cao hơn Việt Nam rất là nhiều. Nhưng mà nhìn vào trong cái chính trị của họ vẫn có những cái bất ổn. Đa đảng đó chứ. Đa đảng nhưng mà sao? Chỉnh lý quân đội hoài, lật đổ chính phủ hoài, lật đổ thủ tướng hoài. Rồi lâu lâu đẩy ra phe xanh, phe đỏ gì đó đấu tranh tấn công lẫn nhau, làm tê liệt quốc gia, tê liệt đất nước, làm ảnh hưởng kinh tế, làm thiệt hại rất là nặng nề. Những cái hậu quả đó chúng ta thấy rất là rõ, rất là rõ. Nhưng mà tại sao đó thì nhiều nước, đặc biệt là những nước mà phát triển thì họ vẫn đi theo cái đường hướng như vậy, là bởi vì họ có cái cơ sở đàng hoàng, họ có cái gốc rồi và họ có một cái nền kinh tế vững mạnh rồi, họ có một cái bộ máy nó đã qua rất là nhiều năm rồi, chứ không phải một đùng một cái tự nhiên chuyển sang cái gọi là cho người ta thoải mái như vậy. Và thật ra chúng ta nhìn vào bên Mỹ có thoải mái không, chúng ta nhìn vào bên Anh có thoải mái hay không, chúng ta nhìn vào bên nhiều nước lắm, thí dụ như là ở bên Pháp nó cũng đâu có thoải mái đâu. Pháp trong cái cuộc biểu tình rất dữ dội đốt phá ở cái thành phố Paris, thủ đô của nước Pháp, thì sau đó nước Pháp họ cấm luôn, đình chỉ cái luật biểu tình, không cho đi biểu tình nữa. Cái quyền con người có thể là họ chặn bất cứ lúc nào. Ở Mỹ cũng vậy. Ở Mỹ để có cái đa đảng, để có tự bầu cử tự do, mà đa đảng của Mỹ như thế nào? Họ nói là đa đảng nhưng mà thực tế họ chỉ có hai đảng thôi quý vị. Hai đảng nó giống như là họ họ đấu đá với nhau cho vui như vậy, mà thật ra gần như là họ luân phiên với nhau. Họ thay phiên với nhau, đảng này lãnh đạo, đảng kia lãnh đạo. Còn những cái đảng khác đó có để mà danh nghĩa cho vui thôi. Đảng xanh, đảng tự do, đảng cấp tiến, đảng này đảng kia để mà để làm chi? Để màu mè thôi. Để màu mè thì có một người nào giành được cái ghế nào trong quốc hội không? Không. Chứ đừng có nói chi mà ghế tổng thống không bao giờ có hết đó. Rồi ngay cả khi mà để được đa đảng, để được bầu cử tự do như Mỹ hiện giờ thì trước đây đó họ cũng không cấm đoán rất là nhiều, thậm chí đâu có cho phụ nữ vào bầu cử đó. Người da đen, người da màu, người này kia bị phân biệt chủng tộc rất kinh khủng lắm. Họ phân chia giai tầng chứ. Họ cấm đoán, hạn chế rất nhiều các cái quyền.
Sau này thì do đấu tranh, do nhiều thứ, càng lúc họ thấy mới mở ra đùng cái bây giờ mình nhìn thấy nước Mỹ thì có vẻ như là bầu cử tự do, người dân bầu thoải mái, đầu quyền quyết định này quyết định kia. Nhưng mà thực tế bầu tổng thống có quyết định không? Không, không có bầu phổ thông đầu phiếu, mà người Mỹ chỉ bầu ra là đại diện của mình thôi, và bầu ra là đại cử tri, và chính đại cử tri mới bầu tổng thống. Như vậy thì cũng có khác gì cộng sản đâu. Cộng sản người ta bầu ra quốc hội cũng là đại diện, vậy đại diện của mình mới bầu ra ông chủ tịch nước, bầu ra ông thủ tướng, người đứng đầu chính phủ, tức nghĩa là cũng bầu qua đại diện thôi. Và nhiều nước họ cũng đã chọn cái cách gọi là phổ thông đầu phiếu, nhưng mà nhiều nước cũng không có chọn phổ thông đầu phiếu. Chúng ta không có đánh giá rằng chỗ nào hơn, chỗ nào thua, hay vấn đề mà chỗ nào tốt hơn hay là chỗ nào không tốt hơn. Nhưng mà quan trọng là đất nước nào ổn định hơn, đất nước nào phát triển bền vững hơn, và đất nước nào mà chăm lo được cho cái cuộc sống của người dân nhiều hơn. Chúng ta nhìn vào một cái chỗ đó là chăm lo cuộc sống của người dân, không phải là nước này cho được 100 ngàn cho người dân là gọi là tốt, và đất nước kia cho 2 ngàn là không tốt. Chúng ta phải nhìn vào cái nền kinh tế của đất nước đó, về cái sự phát triển và cái hướng đi lên của đất nước đó như thế nào. Giống như là bây giờ người ta chê nước Mỹ rất là nhiều, người dân Mỹ họ chê rất là nhiều. Ví dụ bên đảng Cộng Hòa họ chê đảng Dân Chủ, họ đảng Dân Chủ họ nói là họ chê bên đảng Cộng Hòa, người mà đảng Cộng Hòa thì chê là nước Mỹ hiện giờ bên đảng Dân Chủ mà họ cho là dân chủ xã hội chủ nghĩa gì đó là phá nát nước Mỹ các thứ, làm lụng bại. Nhưng mà thực tế nhìn kỹ mà nước Mỹ có lụng bại đâu, nước Mỹ vẫn đang đứng ở trên là hạng nhất của thế giới. Nhưng mà người ta nhìn á, người ta chê nước Mỹ là chê ở chỗ nước Mỹ lẽ ra phát triển mạnh hơn nữa, lẽ ra cái cách vận hành nó tốt hơn nữa, nhưng mà vì những cái chính sách hiện giờ mà họ cho rằng có những cái điều cùi, có những cái điều mà nó làm cản trở, hay là có những điều mà họ cho rằng nó sẽ làm chậm đà phát triển, mà chậm đà phát triển cũng là có tội. Trong khi đó chúng ta nhìn vào một đất nước khác thì họ đang phát triển lên, họ đang chăm lo, giống như bên Trung Quốc thì chúng ta không có bênh vực Trung Quốc. Nhưng mà bây giờ nhìn vào cái chỉ số phát triển của họ, chẳng những là vấn đề kinh tế không, vấn đề là ngành nghề, trong kinh tế họ rất nhiều các cái ngành nghề họ đi đột phá. Còn trong cái xã hội thì dĩ nhiên họ tích lũy xã hội được nhiều, họ phân cho người dân nhiều hơn, phúc lợi nó sẽ cao hơn và thu nhập quốc dân họ cao lên. Từ cái chỗ mà thu nhập quốc dân của họ người ta tính gần như là không đồng, đến bữa nay thì bao nhiêu rồi? Trung Quốc đã vượt qua cái gọi là 7 thu nhập trung bình rồi, bước vào cái đất nước gọi là phát triển rồi. Nuôi đến 1 triệu, 1,5 tỷ dân đó, cái miệng ăn như vậy, mà từ một cái xứ sở chạy xe đạp thôi, một cái đất nước mà độc đảng, đảng Cộng sản mà người ta lãnh đạo được như vậy, nó ổn định. Hồi đó đến giờ chưa bao giờ có một cuộc biểu tình mà dữ dội, mang đến chất là sau cái vụ Thiên An Môn ra đó, chưa bao giờ có một cuộc đảo chánh, cuộc nào cuộc này cuộc kia thì dữ dội cả. Nó khác hoàn toàn với nhiều nước. Nhìn vào Thái Lan chúng ta thấy mấy chục lần rồi, mấy thập kỷ nay thì họ bao nhiêu chục lần. Và chúng ta thấy rằng á, cái phép thử, hay nó đúng hơn là cái gọi là đa đảng đa nguyên, cái bầu cử tự do, cái cách gọi là làm như Miến Điện, có lẽ là chả ai muốn làm cả, chả có đất nước nào muốn làm. Và những người này đó, thí dụ như họ thấy rằng cách thách thức mà làm như vậy thì mình cảm thấy mình không buồn, mình cảm thấy rằng ở Việt Nam không làm như Miến Điện như vậy này, nhưng mà Miến Điện nó làm được, mình thấy tự hào cho Miến Điện quá. Như vậy mình xin qua Miến Điện mình sống, mình qua Miến Điện mình ở, và đảm bảo là bây giờ Miến Điện họ rất cần đó, họ rất cần những cái người nha, những nhân lực, đặc biệt là những cái phiến quân đó, họ rất cần, họ tuyển mộ thoải mái luôn, mà họ cứ tuyển mộ người nào để mà cầm súng vào họ tuyển mộ. Cho nên là ông Nguyễn Quang A với cái nhóm mà gọi là thách thức đó nên đi qua bên đó, để gì? Mình giữ vững cái thành trì, gọi là thành trì Miến Điện, giữ vững cái gọi là bầu cử tự do, cái chế độ gọi là đa đảng đa nguyên gì đó của Miến Điện, và mình giữ vững cái gọi là cái đôi đũa thần để mà tạo ra cái sự phát triển. Mình phải chứng minh chứ, mình qua bên đó đi, đứng trước lằn tên mũi đạn, mình làm những cái trò này trò kia, mình nói đấu tranh dân chủ nhân quyền rồi dữ dội ở bên đó, như vậy nó mới có hiệu quả. Như vậy người ta mới ớn mình, người ta mới cảm thấy wow, hay quá, ông này hay quá, ông Nguyễn Quang A giỏi thiệt, kinh hồn thiệt. Qua bên đó liền, thách đảng Cộng sản dám làm như Miến Điện. Thì bây giờ
Đảng Cộng sản không làm, tôi qua Miến Điện tôi ở. Tôi ở với Miến Điện bởi vì Miến Điện đã làm được cái điều tôi rất tự hào. Nơi đây là mặc dù là bắn giết lẫn nhau thoải mái như vậy nhưng mà nó có 80 đảng. Nó 80 đảng phái quá trời mà hưởng được cái bầu không khí tự do, bầu không khí dân chủ, nhân quyền, nhân quéo gì đó đủ thứ trò. Nên đi qua bên đó. Nên đi bên đó để mà sống. Quý vị nên đi, đó là cái điều mà cũng là cái kết luận của chúng tôi trong cái clip này. Và chúng ta sẽ trở lại những cái đề tài như thế này nữa trong cái thời gian tới. Hôm nay thì xin kính chào quý vị, chúc quý vị một ngày thật là an lành, thật là vui tươi.